Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng tiếp tục một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Seiko Made in Japan. Đường kính của chiếc này là 32 cm. Made in Japan đây nha các bác. Mặt trước là mặt kính, đường kính là 32 nha. Rất to nha, nhìn xuyên thấu phía sau nha các bác. Bên trong là có cái vòng để nó xoay lắc. Chiếc này sử dụng một viên minh tiểu 2A. Cũng dán mẫu mã khá độc đáo nha các bác. Đồng hồ thì vừa treo tường thêm giờ trang trí decor. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em nha. Em chào các bác.